ơi, mà chim mình đã không lên. Trời ơi, ồ, đây 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 đây, bây giờ chúng ta cần phải thoát khỏi địa ngục mọi người ơi, chạy đi chạy đi. Ôi Phong ơi, phải cái núi lửa là bây giờ mình phải lên cái núi lửa kia hả? Trời, có sai vậy? Con. Cái núi lửa bên kia hả? Tôi không biết nữa, tại tôi cũng chưa chơi game này, bà hỏi tôi biết hỏi ai bà nội. Ai biết đâu. Nói chung là bây giờ làm sao thoát khỏi đây là số tốt nhất. Cái này hình như là thang máy của địa ngục chị ạ. Địa ngục giờ xịn quá ha, có cả thang máy rồi luôn, ghê thiệt. Hồi có lắp wifi không cho tôi mượn, tôi quay top top dưới này chắc chịu nhiêu. Ở đây có wifi cho em mượn, em vô bắn free fire cái. Ok rồi mọi người, bây giờ tôi nói mọi người nghe này nè. Bởi vì là anh em bọn mình đang bị xích lại bởi bằng cái dây xích này, thì nhiệm vụ của anh em bọn mình là phải thoát ra khỏi cái vùng đất địa ngục này. Nhưng mà bây giờ bị xích rồi cho nên là bọn mình phải đoàn kết lại với nhau, hiểu không? Mặc dù là tôi không có ưa Camui nhưng mà hôm nay tôi phải đoàn kết với Camui các bạn ạ. Đúng rồi. Ừ, ai thân chị đâu. Mình có thân nhưng mà thân ai nấy lo. Đúng rồi. Đây. Bây giờ nè, mấy cái đoạn này là mình phải nhảy qua cùng một lúc nè, không thôi là có người nhảy trễ là té đó. Ok. Rồi qua. Trời ơi, chuyên nghiệp quá. Đây, bình tĩnh. Cái này giống kiểu Only Up á bạn, nhưng mà phiên bản là bị xích dây xích lại nha bạn nghe đó. Người nào nhảy chậm là té thôi. Ok, nhảy con nha. Nhảy ra. Đó, trời điều quá, Ui, có con có ác quỷ kìa. Ác quỷ đang hướng dẫn mình chơi game hả? Không, có ác quỷ nãy đang nói Phong là Phong ơi nhảy xuống dưới đi cho kéo hai người kia té chung. Đừng Phong ơi. Yên tâm đi. Em là sao em làm theo được? Ủa, tôi sẽ giúp mọi người. Để tôi. Ui, ghê. Wow, sao mi khỏe quá vậy? Wow. Tôi làm được. Cắp treo. Đỉnh thiệt sự, Ui, lên mui. Kéo. Wow. Ghê. Sammy đào lập công rồi. Ok thôi mình đi tiếp mọi người, còn đoạn đường còn dài lắm mọi người ơi. Trời ơi, đây. Đùa với Sammy đào. Đây rồi. Ui coi chừng nha, chỗ này có cái hố nè, coi chừng té nè. Ok đi. Giờ mình phải đi đường vòng qua nè, Coi chừng Phong nhảy xuống á. Không, Phong không nhảy xuống đâu. Ê mà khoan từ, tự nhiên Sam nói nhảy xuống cái Phong cũng tò mò, Phong nhảy xuống à. Thôi. Cái gì mà khóc bà nội, bà khóc nghe ghê quá à. Nói gì? Ok. Rồi đạn này là gì đây? Sao có cái tia màu xanh xanh gì tôi nhìn gọi là hơi sợ nha mấy ní. Không biết. Nhưng mà tôi nghe là không nên nhảy. Tôi không biết nữa nhưng mà cái gì vậy? Sammy nha, cái này là Sammy nha. Ủa tôi à? Đây là tại Sammy nha. Trời ơi, đi nhanh mọi người đi. Trời ơi mọi người ơi, bây giờ phải chơi lại nữa cái pha vừa rồi Sammy chạm chung cái đám dân dưới luôn. Gái lực sĩ Sammy đào lúc nãy gánh cả hai. Trời ơi. Là làm cả hai rớt. Ủa vậy là bây giờ rớt xuống cái từ đầu luôn hả? Sao cực đúng rồi, rớt xuống cái chè từ đầu luôn đó. Trời ơi, làm lại cuộc đời nè, đoạn này tao tập ra. Nhảy nè. Rồi. Chị tới gần chứ cái dây xích nó ngắn ngủn mà. Rồi ok. Rồi. Tiếp tới lượt em nè, Rồi em lên nè. Rồi tới lượt sao đi. Rồi. Từ từ nha. Rồi Phong qua nè. Rồi sao nè. Rồi. Cái cuối nè. Đừng có. Mày quá. Ui. Cái này đụng cái đèn quay á. Cẩn thận nha. Cái này nó đẩy mình bay lên trời đó. Ok. Cái này là sao? Ủa rồi cái này là sao đây? Cái này sẽ có cây cầu bị gãy nè, rồi đi đường nào? Không. Hình như là mình phải leo tường nè. Leo tường. Rồi. Nhưng bánh cua vậy. Sao nhìn chị em mình nhìn chị em mình cực khổ quá ta, phải thoát ra khỏi cái địa ngục này mà bị xích vậy nữa chứ. Rồi mọi người lên đi. Rồi, leo cao quá vậy. Môi bà leo cao vậy. À này. Ủa cái này là gì ta? Rung quá. Tôi tưởng té chứ. Rồi bây giờ mọi người. Mọi người bây giờ nè. 1 2 3 bọn mình chạy lại nha. Ok chuẩn bị nha. Nhưng mà đích đến một mình là đâu? Trên kìa. Cái đầu kìa. Cái phía bên phải này đúng không? Cái bên này đúng không? Đúng rồi. Rồi. Okay, chạy okay. nhấn ship nha. Ok với mày nè. 1 2 3 chạy.
từ từ ơi mấy bà nội. Mùi ho. Ok. Rồi tiếp đây. Rồi rồi. 3 2 1 chạy. Chạy 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 chạy. Trời ơi. Trời ơi, cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Cối xay gió. Cối xay gió hả? Trời ơi, cay quá, nó đẩy mình rơi xuống. Ôi, mình chơi từ đầu tiếp thôi mọi người. Trời ơi. Cay thiệt sự luôn á. A few moments later. Rồi rồi rồi, bây giờ làm lại tiếp, làm lại tiếp thêm lần nữa nè. Rồi nhảy qua nè. Mà không thì khó đúng không mọi người? Nó rất dễ. Nó rất dễ, chẳng qua bằng mình xui thôi, hiểu không? À, chị biết rồi. Nhảy nhảy lên xong rồi sang chẳng sang sướng là được. Đúng rồi. Rồi ok, rồi qua 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 qua. Ui cái chân nghe, cái chân nghe, cái chân nghe. Rồi rồi rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Ủa sao chị không lên được? Để bọn em kéo chị lên, có gì đâu. Ủa cái gì đấy? Em không ơi. Mình từ từ thôi. Rồi ok rồi. Rồi rồi rồi, qua đây, qua đây rồi. Bình tĩnh nha. Rồi, đây này nè, đây này bình tĩnh nè. Chuẩn bị nha. 1, xám xám lại gần hơn. Đang chạy, đang chạy, bị nhấn chạy. 1, 2, 3. Ui, từ từ. Rồi rồi rồi. Canh. Ui nhưng mà cái này khó canh nha, cái này cũng khó canh lắm á. Không, vậy mà nè. Rồi giờ vậy dễ dễ đúng không? Vậy Sam đếm đi, Sam đếm đi. Rồi, chuẩn bị nha. 1 2 3. Yeah! Rồi, dễ canh. Bám vô. Yeah! Để tôi. Em đúng rồi. Đau tim quá. Nhưng mà ít nhất cũng qua được rồi, hiểu không? Gì hả? Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa. Rồi, giờ mình qua tiếp nè. 1, 2, 3. Nhảy lên. Ok. Wow, ok, rồi. Ui, sao cái hầm này? Ui, cái hầm này nhìn nó ghê quá vậy? Ui, tôi thấy cái hầm này nhìn nó ghê nha mọi người nha. Em đang cẩn thận nè. Ui, bên trong có gì không vậy? Có một đám lửa thôi, chứ không có gì hết trơn á. Rồi, cầu hang. Yeah. Mọi người ơi, ở chỗ này nó có mấy cái bộ xương nó xếp thành hình cái cầu rồi mọi người. Nó lắp xương. Đi hơi sợ nha, đi hơi sợ. Ui, cái này phải cẩn thận nha, cái này phải cẩn thận nha. Từ từ. Tôi thấy mặt đất bên dưới chân mình té xuống cái là leo lên hơi mệt đó. Đi bên này. Đi theo bọn em nè. Từ từ, Phong ơi. Đây, Phong chậm mà. Đây rồi. Cái này không đi nhanh được đâu các bạn, phải đi chậm thôi. Sao nó cứ... Ê Phong ơi, đừng kéo. Phong nè, để Phong kéo Sam lên nè. Sam bám lên đi, Phong bám lên, Sam bám vô. Ok, thích cách. Đây, từ từ. Tôi mệt quá. Sợ quá vậy. Mùi phủ em kéo Sam lên mùi. Rồi, ok, qua đây. Mọi người đi sau lưng tôi nha, Đừng rớt nha, không lên đi góc này nó bị chéo lên khó lên. Từ từ. Hình như đường này đường cục mọi người ơi, chỗ này không có chỗ nào để đi nữa. Đây bên này. Rồi mình đứng ngược lại, quay ngược lại mọi người. Tạm ơi, rớt. Đừng có rớt, có chân rớt. Kéo không lên, kéo. Tại sao té hoài vậy? Trời ơi, tôi đẩy cho té hoài luôn á. Later. Làm lại đoạn này nè, bây giờ tiếp nè. 1, okay. 2, 3, chạy. Tưng nè, rồi. Đừng có để tưng nha. Rồi, tiếp nè, 1, 2, 3, chạy. Không, chưa. Ủa sao nó không nhảy ra? Nè, 1, 2, 3, chạy. Cái này hết xui thôi, canh sao được. Đẹp luôn. Wow, ok, rồi tiếp nè, 1, 2, 3, chạy. Trời ơi, chị em mình phối hợp đỉnh mà. Thôi mình đi nhanh luôn nè. Mình đi nhanh luôn nè, cái đoạn này hồi nãy mình qua rồi chơi, bây giờ mình đi nhanh luôn mọi người ơi. Rồi, đó. Đây cái đoạn cầu thang này nó mệt nè. Nhìn nè. Từ từ, bây giờ mình phải nhìn để mình tìm đường đi nè. Rồi, ok, tôi biết đường đi rồi, mọi người đi theo tôi. Tôi nhanh lắm, tôi nhìn cái tôi biết liền à. Từ từ thôi. Từ từ nè, ai nhanh đâu. Có ai sáng nay mới ăn gì không vậy? Tôi thấy cái dây hơi nặng nha. Cái gì vậy? Có ai ăn gì không vậy? Chị chưa ăn gì, nặng gì, có thể là Sam thôi. Trời ơi, Sam sáng nay Sam ăn đồ ăn, Sam ăn con bò hay gì nó nặng vậy? Từ từ, đừng có kéo, Phong, đừng có kéo.
mày ông xích một tí thì thôi, hiểu không? Đó, vậy thôi. Không thì phóng xích, tôi phóng xích chậm chậm mà. Mày ông kéo căng vậy nè. Đường này không phải, đường này không phải. Đường này. Đường bên này, Từ từ phóng đi. Từ từ. Chị sợ em. Không. Rồi, đừng phóng ơi. Tại em nhảy lên không được, chứ không phải là em muốn vậy. Đó. Rồi, à, rồi cái này. Ủa cái này được cục luôn rồi. Ủa số 2 được cục luôn rồi. Mình nghĩ được gì kỳ vậy? Bên kia đây, đi theo chị. Rồi. Follow me. Đó, đúng rồi. Em nhảy cho nó nhanh. Rồi đó. Nhưng mà không được mà. Không xử lý kịp sức biết nào á. Rồi. Không xử lý kịp luôn á. Không sao, bọn mình làm được mà, mọi người đừng có căng thẳng gì chứ. Căng thẳng em, chị không muốn đi lại lần nữa đâu em. Đúng rồi, tôi mệt lắm. Rồi. Đứng cả cầm tay trong này đúng không? Rồi. Mệt lắm. Rồi, đúng rồi. Cố lên xíu thôi mọi người, xíu thôi mọi người. Sao được rồi bây giờ. Mình không có thắt đầu lâu rồi. Để những cái đoạn này cấm trôn, cấm đẩy, cấm gì nha. Không đẩy. Ui. Trời ơi, nguyên một ngọn núi đầu lâu luôn. What the hell, đúng là địa ngục. Rồi đi. Rồi, đừng rớt nha. Trèo lên nè, cái này là phải trèo lên nè. Cách. Rồi, ok. Nhảy lên cái cục đá kia. Cục đá đứng. Nhảy lên cục đá kia. Rồi, ok. À, rồi, ok. 1, 2, 3, nhảy. Có người chưa nhảy, Gì vậy? Em xin lỗi mọi người rất nhiều mọi người ơi. A few moments later. Rồi ok, 500 anh em. Từ nãy giờ là chị em bọn tôi té nhiều quá, cho nên bây giờ chị em bọn tôi mở được một cái skill là nhảy liên tục luôn nè. Mọi người thể hiện cho mấy bạn fan xem nè. Rồi. Kinh nghiệm đầy mình luôn, bị té nhiều quá giờ kinh nghiệm đầy mình luôn. Đó, đi siêu nhanh luôn nha các bạn nha. Không sợ té luôn các bạn nha. Đó. Speed up game này. Em đừng bấm chạy em ơi, chạy bình thường thôi em ơi. Em đâu có chạy đâu, em đang đi bình thường mà. Ok. Trời ơi. Đó, bây giờ bọn mình qua bên này, bọn mình cũng đi nhanh luôn cho mấy bạn fan trầm trồ mọi người. Đi. Rồi. Đi luôn nè. Trời ơi, đi mượt như đi học chứ. Đi mượt luôn, siêu mượt luôn. Rồi. Đi mượt như đi học chứ. Đó, siêu mượt luôn các bạn ơi. Không sợ bị té luôn đó. Sam đâu? Từ cho Sam cho Sam. Sam hơi chậm nha, Sam hơi chậm nha. Rồi, đằng này nè. 1 2 3. Rồi 1 2 3. Ủa, từ từ. Mà vui rồi, mà nhanh quá vậy, từ mà nói. Ok, rồi qua đây à. Thế mới là skill. Thế mới là skill mua nhỉ. Té cái là ngồi cười nữa nè nha. Ok, vô nè, chạy nha. Rồi, xuống. Xuống luôn, 1, 2, 3, chạy luôn. Rồi, chạy luôn. Tưng. Chạy luôn. Tưng liên tục luôn nha. Sao đông tưng. Nó không tưng. Chị đi vào rồi chứ nó không tưng. Rồi. Lại đi. 1, 2, 3. Rồi. Đây rồi, từng rồi. Vừa phải đó nha. Đùa. Rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Coi. Coi mọi người. Không sao. Tôi đã giữ được mọi người ở đây. Sao mà té hoài vậy? Không sao chứ chưa. Cây thiệt sự luôn á trời. Không ơi, hình như nãy giờ bọn mình đi được 1/100 của cái map này rồi sao ạ? Đúng rồi, mình từ nãy giờ mình chưa qua, chắc mình chưa qua được màn 1 luôn á chị. Ôi chị chưa thấy cái gì hết trơn luôn á. Không sao, nhưng mà nói chung là cái game này á bạn, bọn mình chơi thì bọn mình sẽ được một cái là gắn kết tình chị em bạn gì, các bạn hiểu không? Đó. Đúng rồi. Phong với Mui là hay cãi nhau nè, biết đâu chơi game này chị em mình thương nhau hơn á Mui, hoặc là ghét nhau hơn. Chị sẽ mắng em nhiều hơn đó em. Không, chơi game này xong cạch mặt luôn vậy. Rồi, mình thể hiện cho mấy bạn fan xem nè. 1, 2, 3, chạy. Rồi, nhanh luôn nha. Đó, rồi, đẳng cấp. Rồi, nhanh. Mượt quá, đẳng cấp quá. Đó, nhanh chưa. Nhanh lên mọi người ơi, chậm quá mọi người ơi.
luôn, chạy luôn. Chạy luôn, chạy luôn nha. Đó đúng rồi. Chạy luôn, chạy luôn. Trời ơi. Rồi chạy luôn. Bị giặt gì? Thôi mình đi bộ, vậy thôi mình đi bộ, mình đi bộ. Đi bộ thôi. Camui lớn tuổi rồi các bạn. Camui lớn tuổi rồi, Camui không không theo kịp. Không theo kịp. Này ông đi ông té luôn không? Có gì kỳ vậy? Em là người rớt đó em. Ủa vậy hả? Ủa vậy hả? Tôi đâu biết đâu. Tôi đâu biết đâu. Tôi tưởng Mui té. Đi rất bình thường cho đến khi em té sẽ kéo theo Sam đó. Không biết. Rồi. Ê mọi người, nãy này mình thể hiện không? Mình không đi đường này luôn, mình nhảy bên kia luôn. Gì? Được không? Được. Nhảy qua đây luôn. Được. Rồi, như vậy nha. 1 2 3. Đó. Rồi, ok. Rồi, tiếp nè. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 2 3. Rồi, tiếp qua đi. Này là dọa ghê phải không? 1 2 3. Yeah! Rồi. Ok, rồi, tính nè, canh nè, canh nè. Ai canh này. Đem. Rồi, 1 2 3. Ui, qua rồi. Qua rồi. Ok. Rồi tiếp nè. 1 2 3. 2 3. Đó, okay. Mượt mà liền. Trời ơi. Rồi mình nhanh luôn nè. Chạy qua luôn nè. Ê mọi người, sao cái đường này quen quá, hình như mình đi qua đường này mấy lần rồi. Mấy trăm lần rồi đó. Rồi ok, lên lại chỗ này nè. Bây giờ lần này là phải làm cho hoàn thành được nha mọi người nha. Đừng, mình vừa bắt đầu lại mà mình rớt luôn nha, đừng nha. Rồi, không sao, không sao. Từ, mọi người thấy con quái bên kia không? Nhìn con quái le lưỡi bên kia, nó đang cười mình, đang liêu liêu mình á. Rồi tiếp nè. 3, 2, 1, nhảy. Ok, rồi tiếp nè. Cho mày nha. Từ. 3 2 1 chạy. Chạy. Chạy đi. Chạy. Rồi ok. Sam vừa làm đúng không? Ông hơi tí đi. Sao? Tí à. Chưa té là được. Bình tĩnh nào quý vị. Ê chưa gì mà tôi thấy phía bên phải có cái laser cứ ra vào nhìn sợ không? Chắc chắn cái map tiếp theo nó còn ghê hơn nữa chị. Đoạn này thôi mà chị em mình đã không lên. Kêu lên. Để chị giúp đỡ. Rồi, tỉnh ra thôi, bây giờ nè. Bây giờ để cho một người làm thôi, bây giờ ai chịu trách nhiệm làm nè. Tôi. Rồi, mùi nha. Chờ xíu. Tôi bảo lên. Đây nè. Đúng rồi đó. Hay quá. Chị em bọn tôi đã vượt qua được chính mình. Rồi tiếp theo là gì đây? Cái này là gì đây? Cái nhà bị cháy lửa nè. Giường có giường ngủ nè, hay mình đi ngủ ta? Muốn đi ngủ không? Thôi không được đi ngủ đâu, mình đi tiếp bên đây nè, cầu thang nè mọi người. Trời ơi, nhìn sợ quá. Thấy nãy có laser đó mọi người. Chưa tới đâu, chưa chắc mình tới được đấy đâu em. Sợ quá. Chậm chậm với Phong nha. Đi tắm. Gì trời. Cái này nhìn nó mới khó nè. Sao này sao tự. Chuẩn bị nè. 1. Rồi nhảy nè. Chuẩn bị nha. Rồi. Nhảy. Nhảy đi. Nhảy lên, từ. Nhảy. Sợ quá. Rồi. Tiếp nè. Từ, lau mồ hôi luôn. Lau mồ hôi tay luôn rồi. Mày nhảy chứ. Rồi Sam qua đây Sam. Đây Phong nhảy lên trước nè. Rồi Sam. Uầy. Từ. Mọi người nặng quá. Rồi. Kéo mũi lên. Để Phong. Đây Phong, đây kéo căng dây đây nè. Sam. Chị kéo lên được không? Chị tự kéo chị lên được không? Đây đừng kéo. Sao không có sức để mà Sam? Từ. Đây kéo lên. Đó đúng rồi. Rồi kéo lên. Mui ơi, kéo em lên. Kéo em lên, Mui ơi. Sam cắt liên tục đi. Rồi. Kéo. Rồi tiếp. 3, 2, 1, nhảy.
những gương mặt gần gần, những nụ cười. Nãy giờ tao đã từ nãy giờ la âm sùm luôn. Không. Kiểu này bạn nào đang ngồi coi chung với phụ huynh, chắc phụ huynh tiếc tay luôn. Trời ơi. Gì vậy? Sức này khó vậy. Phải nhảy hả? Từ phải nhảy kìa. Rồi, chuẩn bị ra. Rồi. Lên. Rồi. Chuẩn bị ra, nhảy ra. Nhảy ra. Ô, hay quá. Rồi, một phát luôn. Cảm giác tương lai rộng mở quá ạ. Okay. Xấu quá. Từ. Không rộng mở lắm nè, không rộng. Từ xa. Rồi, đến Mui nè. Rồi, Phong nè. Rồi, Sam nè. Mui nè. Rồi, Phong nè. Rồi, em nè. Rồi, ok, hay quá. Tiếp theo đường nào, Hình như hôm nay nè. Phải không? Ủa vậy? Này cái nhà ơi. Bên đây. Cầu thang. Đây. Ủa nó tăng hình quá vậy. Phải nè. Đúng rồi. Thôi được rồi. Ok, 500 anh em thì nói chung là ngày hôm nay thì mình đã cùng với Camui và Sammy, bọn mình đã cùng nhau lên được đoạn này. Tôi nghĩ là chắc được qua được màn 1 rồi nha. Đúng không? Rồi, màn 1. Lại không. Mình lên được 246m rồi. 246m rồi. Bọn mình đã lên được 246m các bạn ạ, trong vòng 47 phút đồng hồ. Ok, nói chung là ngày hôm nay thì bọn mình đã lên được tới đây các bạn ạ, thì bọn mình nghĩ rằng bọn mình sẽ dừng lại ở tại chỗ này nha, để bọn mình nghỉ ngơi đó, lau mồ hôi tay cái kiểu nữa, rồi tập sau chúng ta sẽ lên tiếp nha bạn. Và nếu như bạn nào vẫn muốn mình cùng với Sammy và Camui mình sẽ làm tiếp tục cái tựa game này á, thì đừng quên hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết. Và nếu như bạn nào muốn có thêm Simmy với Kairon nữa để cho hấp dẫn hơn 5 người luôn, thì bạn hãy đừng quên là comment xuống bên dưới và nhấn nút like video nữa luôn nha. Đó, nói chung là càng like nhiều thì mình sẽ càng gọi là ra nhiều video hay hơn cho các bạn xem nhé. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Tôi mệt quá. Tôi nghỉ đi.